Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kinh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trong clip ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các bác một cái có thể nói rằng là một người bạn thì có gửi cho tôi và muốn tôi bình luận cái điều này. Và thật sự nghe qua những cái lời của một có lẽ là một của chúng thanh niên hay một cái đệ tử của ông thầy Thích Trần Quang thì một cái lời cảnh cáo nó vô cùng nặng nề và thông tin có thể nói rằng là chúng ta phải nghe xong đã rồi chúng ta mới nói cái chuyện này nha. Tôi xin mời các bác nghe hết cái đoạn clip, nó rơi vào cỡ khoảng tầm hơn 3 phút để chúng ta hiểu được rằng là những người như là tiến sĩ Vũ Thế Dũng hay một số người khác liệu có cảm thấy rằng là lo lắng trước cái thông tin như thế này hay không. Chúng ta hãy cùng nghe. Vũ Thế Dũng tâm, rồi đây những con người như tiến sĩ Vũ Thế Dũng, Tâm Chánh Pháp, Nguyễn Sinh, Ngũ A Kê sẽ phải cúi đầu hổ thẹn không lâu đâu các bạn. Đối với thông tin bịa đặt vu khống của Vũ Thế Dũng, Tâm Chánh Pháp và Xin Nghiễm vừa cái việc Thượng Tọa Thích Trân Quang chùa Phật Quang lấn chiếm rừng phòng hộ để chiếm, để làm của riêng, để làm kinh tế, đây là một cái thông tin được lan truyền trong cái sự không có trí tuệ, thậm chí là tại vì sao? Tại vì chùa Phật Quang, toàn bộ đất của chùa Phật Quang là thuộc sở hữu của giáo hội Phật giáo, chứ không phải là của riêng của ông Thượng Tọa Thích Trân Quang. Cho dù bây giờ nó là 1.000 mét, nó là 10.000 mét, nó là cả một cái vùng rộng lớn, thì nó là tài sản của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là của ông Thích Trân Quang. Ông chiếm làm cái gì, làm sao mà có thể là làm của riêng của ông được? Đó là một cái sự bịa đặt vu khống, nhưng mà trong cái sự ngu dối, vu khống mà vu khống cũng ngu nữa. Ví dụ như cái nhà ông đó, nhà bà kia nó ở lắng đất chiếm đất cho nhà bà thì còn được, còn cái chùa làm sao mình có thể dùng cái từ lắng chiếm làm của riêng, làm kinh tế được? Cái chùa là của giáo hội, của nhà nước, nó phải của ông Quang. Ông chỉ vào đó ông tu, ông sống trong đó, ông làm cái trách nhiệm trụ trì, ông ở trong đó, rồi ông mất đi, ông quy tiên là người ta làm lỡ cho ông. Xong, cái chùa của giáo hội, tất cả đất của chùa là của giáo hội. Hiểu chưa tiến sĩ, hiểu chưa Tâm Chánh Pháp? Rồi là chiếm đất, chiếm đai, chiếm tài sản, làm kinh tế, tới đây nhà nước sẽ vào điều tra, chuyện này không nhỏ đâu. Cái việc mà họ vu khống cho chùa Phật Quang là lắm chiếm đất rừng phòng hộ. Mời mọi người xem, khi mà chùa Phật Quang, thầy Thích Trân Quang nhận cái ngôi chùa này, nó bé xíu như một cái chòi nằm bên cái núi Dinh. Cái núi Dinh nó như một cái đồi chọc lắc. Sau khi nhận cái chùa và cái núi Dinh này, đất rừng phòng hộ Dinh này, thì thầy trò của thầy Thích Trân Quang đã không ngừng trồng cây. Đây là những tư liệu còn lại của mười mấy năm trước. Tại vì lúc trước nữa là không có cái phương tiện để mà quay phim chụp hình lại, chỉ chụp hình được cách đây mười mấy năm, năm 2011-12 này. Đó là thầy trò của thầy Thích Trân Quang tiến hành trồng hàng ngàn cái cây trên cái đồi này. Đúng chi? Để bảo vệ cái khu dân cư này trước thiên tai. Mọi người thấy chưa? Vậy mà nói là thầy Thích Trân Quang là chiếm rừng, phá rừng này kia khác nọ. Trong khi đó ông nhận cái chùa nó như một cái chòi, còn ông nhận cái quả đồi này là một quả đồi trồng. Và hiện tại bây giờ thì nó trở thành một khu rừng xanh tươi tốt. Thì những cái việc làm này của thầy Thích Trân Quang, của tất cả đệ tử của thầy, mình không ca ngợi, mình không tán thán, mình không ngưỡng mộ, thì tại sao mình lại đi hãm hại, đi biêu xấu, đi vu khống như vậy để được cái gì? Nhân quả là có thật. Những việc bạn làm, những việc bạn nói, những việc mà thầy trò thầy Thích Trân Quang làm, nó có thật, nó hiện hữu, không thể nào mà chối cãi được, không thể nào đổi trắng thay đen được. Cùng những cái lời nói của bạn nói ra nhằm mục đích bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu những con người đi tu đã góp phần xây dựng cho cuộc đời này thêm tốt đẹp, mà bạn đi phá hoại người ta, thì cái nhân quả này bạn sẽ phải gánh. Và sự thật là bạn đang gánh. Bây giờ cộng đồng nghe những lời bạn nói, rồi họ nhìn vào những việc ông Thích Trân Quang làm, thì họ biết bạn là ai. Đó chính là cái nhân quả của bạn. Bạn phải cúi đầu hổ thẹn. Công nhận là nhìn cái tượng Phật, là cái tượng Phật trong cái chùa Phật Quang này, thật sự là nó cũng mang cái gì đó nó kỳ lạ nhỉ các bác nhỉ, đúng không? Các bác nhìn kỹ không? Thôi đấy là cái chúng ta nói bên lề thôi. Còn quay trở lại cái việc này á, thì tôi nhận định thế này. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng hay là một số các YouTuber hay TikToker khác mà vừa được cái cô này nhắc tên ấy, cô này tôi chẳng biết cô là cái gì,
Thế nhưng mà có lẽ như rằng cô ấy không hiểu một cái điều như thế này, tức là cô không hiểu về mặt pháp lý. Toàn bộ cái câu chuyện như thế này á thì cô ấy chỉ dẫn giải rằng là ngày xưa đến rồi bây giờ đến rồi ngày kia đến vân vân vân, mà không dẫn giải về mặt pháp lý. Về mặt pháp lý nó là như thế nào? Ví dụ ông này có khai khẩn khai hoang vân vân gì đó thì đó là đất hoang hay nó là đất rừng, đúng không? Cô ông này thì cái sổ đỏ đó thì đứng tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là đứng tên của ông Thích Chân Quang? Kể cả đứng tên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ông Thích Chân Quang cũng giống như là người đại diện pháp luật, bởi vì ông chịu những cái hoạt động ở trên cái mảnh đất này, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái điều đó, tức là chúng ta thấy là có cả con dấu, có cả chữ ký vân vân. Thì như vậy các hoạt động ở trên cái khu này thì đều phải chịu trách nhiệm bởi ông Thích Chân Quang. Như vậy á, là chúng ta thấy rằng là có 36 công trình thì 35 công trình xây dựng là không phép và một công trình xây dựng là sai phép, tức là cấp phép cho anh có hơn 220 mét vuông thôi, thế nhưng mà anh lại xây một phát lên thành 440 mấy mét. Thì như vậy đó là những cái điều mà nó được thanh tra người ta kết luận, chứ không phải là ai đó kết luận. Như vậy chúng ta thấy rằng là đội này nó rất là u mê và họ gần như là chống lại nhà nước ở trong cái chỗ này, tức là thanh tra là cơ quan nhà nước và họ cũng đã thấy rằng là à đây là đất rừng phòng hộ mà cái việc xây dựng chương trình này là không phép, còn cái việc trước đó anh có được bao nhiêu, sổ đỏ trước đó lúc cấp được bao nhiêu bây giờ là bao nhiêu, thì bây giờ các anh phải ngồi ra anh có được quyền xây dựng các công trình ở trên này hay không, anh có được quyền nọ quyền kia hay không. Nó giống như kiểu trước đây đất lúa mà các bác lại mang đi xây nhà thì liệu có ổn hay không, có phải là bên ngoài thì các bác thấy điều đó hay không, có được hay không, đúng không? Hay như là bây giờ các bác được xây một cái mảnh đất mà trong đó mảnh đất vườn là 1.000 mét vuông nhưng mà chỉ có khoảng là 300 mét vuông sổ đỏ thôi, bây giờ các bác xây một phát lên thành làm 1.000 mét vuông đấy, các bác sĩ 700 mét, 700 mét xây nhà thì liệu là có được chính quyền chấp nhận hay không. Cái việc mà ông khai hoang, cái việc mà ông làm những cái gì đó trước đây là những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng những hình ảnh này nó rất là khó tin thật sự với các bác, là khi đưa những hình ảnh, cô này đưa những hình ảnh đó ra thì tôi thật sự là tôi không tin lắm, không tin, mà tôi cũng thật sự là một cái hình ảnh đưa ra nhưng nó lại ở trong nhiều cái trạng thái khác nhau, bởi vì ông này là ông Chân Quang thì đã được chứng minh là không nói thật rồi. Thích Chân Quang thì xin thưa Vương Tấn Việt, bằng cấp 3 bây giờ ông cũng chẳng trả lời với mọi người rằng là cái bằng cấp 3 của ông nó là như thế nào, đúng không? Bằng cấp 3 của ông nó là như thế nào, rồi những cái việc mà ông liên quan tới việc mà thay đổi cả giới luật, rồi chúng ta thấy rằng là một cái điều ông thay đổi giới luật chính là cái việc mà không phản bội, trên ghi là không phản bội, bên dưới thay cái điều không dâm dục ở thành là không phản bội, và bên dưới thì hạnh nguyện là phải tuyệt đối trung thành với tôn sư. Thế cho nên á, chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều những đệ tử hoặc là những gì đó của Thích Chân Quang là gần như họ không cần biết nhà nước làm thế nào, nhưng bây giờ ông hoàn toàn là ông đã vi phạm pháp luật, ông là một nhà tu sĩ đi chăng nữa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi chăng nữa, nhưng ông cũng phải hiểu rằng là ông phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam, vì đó là cái điều đã được đưa vào trong hiến chương của giáo hội. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là đưa vào hiến chương của giáo hội những cái điều như thế thì ông có tuân thủ hay không? Nếu như mà ông xây thì ông phải xin phép chính quyền, ông phải xin phép chính quyền, ông phải có nọ có kia chứ, tại sao ông lại cứ tự tiện ông xây lên rồi ông lại xin phép là chuyển đổi, ông lại xin phép là nọ kia vân vân, để rồi đấy có phải là cái thứ để mà ông trục lợi không? Đây là tôi còn chưa buồn nói rằng là có nhiều Phật tử cúng dường trên đây, có nhiều cái đơn mà có lẽ cần phải làm rõ, tức là những cái thông tin cần phải ông Thích Chân Quang cần phải làm rõ, tức là ở đây có nhiều người ta đã cúng dường cho ông Thích Chân Quang cả những cái mảnh đất, nhưng cái mảnh đất đó thì thay vì là đưa lại cho giáo hội đứng tên thì ông lại đưa cho người thân của ông đứng tên vân vân gì đấy. Vậy thì ông làm như vậy, nếu mà có chuyện đó xảy ra thì như vậy là có đúng hay không, mà thực sự thì có bao nhiêu người đã làm như thế? Hơn nữa tiền của ông mà Phật tử cúng dường đưa riêng cho ông thì nó được thuộc tiền của giáo hội hay thuộc tiền của chính bản thân ông? Đúng không? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra để chúng ta thấy rằng là những cái việc chi tiêu, những cái việc đó như thế nào. Và bản thân tôi thì vẫn chả thấy nhắc tên mình, vì bây giờ là mình là YouTuber nó cũng bình thường rồi, nhưng mà rõ ràng là Tiến sĩ Vũ Thế Dũng hay là một số người khác
Tôi nghĩ rằng là không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng, để xem cái đơn của ông ta là như thế nào, ông ta cụ thể được cái luật hay không. Nhưng mà rõ ràng ở đây là quy chụp một vài cái lời nói để mà đưa ra một cái mà tính chất là dọa dẫm, như các bác nhìn thấy liền là nhân quả nhãn tiền, sự thật phơi bày, rồi phải cúi mình xuống xấu hổ, nghe nó buồn cười và nực cười lắm. Thôi thì chúc mọi người rằng là bớt u mê, đạo Phật chính gốc nó có một cái nó gọi tín lực, tức là niềm tin. Niềm tin càng mạnh thì tức là tín lực càng mạnh. Thì tín lực của Đức Phật, của đạo Phật, nó là dựa theo sự hoài nghi. Tức là Đức Phật khuyến khích mọi người ra câu hỏi những chỗ nào chưa rõ, những chỗ nào chưa thông, thì để Đức Phật trả lời, để từ đó là niềm tin nó được đầy đủ lên. Chứ Đức Phật không dựa theo một cái sự u mê, là Đức Phật bảo là ta nói thế này là mày phải tin thế này, không được phép hỏi lại, không được phép nghe người khác thuyết giảng, không được phép vân vân nọ kia. Đấy người ta gọi là tin, cũng là niềm tin, nhưng đó là tin sự của sự u mê và sự mù quáng. Nhân đây chúng ta thấy rằng là rất nhiều đệ tử của chùa Phật Quang là không biết rằng là cái tín lực của họ là theo cái chánh, tức là theo cái cách của Đức Phật, hay là theo cái tà, tức là cái cách mà họ mang cái sự u mê mù quáng. Đức Phật dành cả đời của mình để thuyết pháp, luôn luôn khuyến khích mọi người tìm hiểu, tìm tòi thông qua các cuộc tranh biện, tranh luận, rồi hỏi đáp. Ngay cả đến lúc chập diệt, Đức Phật vẫn nói rằng là đây là cơ hội cuối, còn điều gì chưa rõ, chưa thông thì hỏi nốt đi. Đó, thì hỏi nốt đi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật xây dựng cái tín lực của đạo Phật dựa theo những cái điều như thế, logic như thế. Còn với ông Như Qua này thì người ta dạy theo một cái nó gọi là u mê và mù quáng, không cần biết thế nào, bảo vệ một cách bất chấp. Chúng ta sẽ chờ xem cuộc chiến này là sẽ tới chỗ nào. Đôi điều chia sẻ với các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.